Xin chào tất cả cô chú chị đã đến với kênh của em ha. Hôm nay em sẽ chia sẻ cho anh chị là cái cách là khắc phục vàng lá ở trên cây cà pháo nha anh chị. Hiện tại là em đang ở là cái đám cà pháo của anh Bình Cò Công ha. Thì cái đám cà pháo này thì ảnh là xen canh với cây húng quế nha anh chị. Để em đi tới đây cho chị xem về cây húng quế nè. Anh chị nào mà muốn xen canh giữa cây cà pháo và cây húng quế thì anh chị cũng thể xem được ha. Mừng quay cây. Đây là cây húng quế nha anh chị ha. Hiện tại là ảnh đã thu hoạch cái cây húng quế rồi, chỉ còn lại một số cây thôi. Và cây cà pháo hôm nay nó cũng đã thu hoạch được một số lần rồi nha anh chị. Đó. Rồi thì đối với mà cách khắc phục mà vàng lá ở trên cây cà pháo thì ở đây nè, cho anh chị xem về cây cà pháo mình ha. Ở đây nó sẽ bị vàng lá nha, chị thấy không? Đó. Đưa cái camera gần gần vô. Đây. Đó là vàng lá như thế này nè. Về cách khắc phục anh chị thì anh chị mua giúp em là thằng Nativo ha, cộng với thằng Antacon. Hai thằng loại này anh chị cộng lại ha, anh chị sạch cho nó. Hoặc là anh chị có thể là anh chị sử dụng những cái dòng thuốc mà ví dụ như là Nativo nè cộng với thằng Insuran, anh chị kết hợp anh chị xịt cùng trận được nữa. Rồi khoảng đâu là 4-5 ngày sau thì anh chị sẽ xịt dưỡng lại. Ở đây thì anh chị có thể là xịt lại thằng dưỡng là thằng ba lá xanh của Humic Trung Biển á, anh chị xịt lại, hoặc là anh chị sử dụng là thằng Atunit để anh chị xịt dưỡng nó lại ha. Còn đối với mấy cây cà pháo của mình mà nó ra bông như thế này anh chị thì khoảng đâu là từ 6 ngày là mình có thể là mình thu hoạch nha anh chị ha. Năng suất thì ở trên 1.000 mét vuông thì chạy dòng thưa nha. Và cây nó bùm bùm như cỡ này nha anh chị ha, là thu hoạch là từ là 150 kg đến 200 kg trên 1.000 mét vuông nha anh chị ha. Thu hoạch rất là ok luôn. Và giá thì nó sẽ rơi từ là 5.000 cho đến là 12-13.000 nha anh chị ha. Nó tùy thời điểm, tại vì cái cà pháo này là nó thay đổi theo từng ngày. Nhưng mà được cái loại cây cà pháo này là mình sẽ không có bón phân nhiều nha anh chị ha. Anh chị mà bón phân nhiều quá cái cây của mình nó tốt lắm, nó trái nó rất là ít. Mà do đó mà anh chị để cái lá mà nó thằng như thế này nè, mà anh chị thấy không, bông rất là nhiều luôn nha anh chị ha. Trên một cây cà pháo là anh chị nè, bông quá trời nhiều luôn. Ngày hôm qua thì anh Bình anh cũng có là thu hoạch cà pháo anh chị, thu hoạch cà pháo thì cái số lượng cái là mỗi ngày là nó đều tăng nha anh chị ha. Thì cái này thì khoảng đâu là 6 bữa sau là anh có thể là anh hái được nữa rồi nè. Cà pháo này là cà pháo trắng giòn nha anh chị ha. Đây là cái trái cà pháo trắng giòn nè. Đây là cái hiện tại là còn mấy trái nhỏ nha anh chị ha. Cứ một bông là một trái nha anh chị, mà khi mà nó ra bông á, mà anh chị mà muốn cho nó mà đậu quả được tốt á thì anh chị có thể là bón những dòng phân có hàm lượng là canxi bo. Ví dụ như mình bón 20-15 đi thì chúng ta cộng vô hàng canxi bo liều lượng là 73. 7 phần 20-15 và 3 phần là canxi bo ha. Thì sau này cái trái cà pháo của mình mà nó có ra trái anh chị, nó rất là bóng luôn. Nó không có bị nám đen nha anh chị ha. Đây. Ở đây là một số tình trạng cây cà pháo mình nó bị nám đen nè. Nám đen này thì có hai dạng nha, một dạng là nó bị bọ trĩ nha anh chị ha. Hai nữa là nó bị xương mai. Nếu mà nó bị xương mai thì mình xịt thằng Mad Hero của công ty Mad Lacipit là ok ha. Sử dụng là một loại đó thôi. Đó, đây là một số cà pháo anh chị. Đây nè, trái nè. Còn sót đây hái qua hôm qua hái mà còn sót nè, anh chị ha. Cái này khoảng đâu là 3 bữa sau là mình có thể là mình hái là được rồi nè. Có thì hôm nay em chia sẻ cho anh chị vậy ha. Chị nào thấy hay hãy đăng ký kênh. Thì em cũng có là bán hạt giống cà pháo nha anh chị ha. Hạt giống cà pháo bên em là hạt giống cà pháo trắng giòn. Nó rất là ok luôn nha anh chị ha, bông rất là sai luôn. Năng suất khá là ổn luôn á. Anh chị nào mà có sen canh á thì anh chị trồng. Còn tưới nước thì anh chị có thể là tưới nước như cái vàng bên đây nè. Tưới bằng hệ thống cũng rất là im luôn á. Miễn là có nước là ok. Rồi hôm nay chia sẻ cho anh chị tới đây thôi nha. Ừ, xin được mến chào.